Trước đây mình cũng đã từng đưa mẹ đi chùa rất nhiều, nhưng mà mình chuyên là đứng ở bên ngoài thôi. Sau này thì có cơ duyên đọc cuốn sách, và cái cuốn sách đó mình vẫn luôn nhớ đến bây giờ. Nó là cuốn An Lạc Từng Bước Chân của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thì cuốn sách đó với những câu chuyện nhỏ về chuyện là mình làm sao mình thở như thế nào, mình ăn như thế nào, mình đi như thế nào, và mình thấy rất là, dù nó rất là nhẹ nhàng, dù nó rất là đơn giản, nhưng mà nó đánh thức được cái nội tâm bên trong của mình. Và từ cuốn sách đó thì mình cũng đi tìm hiểu, đi tìm xem những cái cuốn sách khác của cùng tác giả. Và không phải nói quá thì mình cũng có thể là có những cuốn sách nào mà của thầy phát hành ở trên Việt Nam thì mình cũng tìm mua và mình đọc. Tại sao anh lại có cái hứng thú để tiếp cận cái đề tài như vậy? Từ nhỏ thì có thể là do môi trường sống thì mình cũng có một cái xu hướng là mình ít ăn thịt, ví dụ như vậy. Liệu Thì anh có một cái mong muốn như vậy hay là mình bị ảnh hưởng bởi ai xung quanh? có khi là tại vì nông thôn, mình sinh ra từ làng, thời đó khó khăn nên là cũng không có nhiều thịt để ăn. Anh sinh ra ở đâu? Mình thì quê mình ở Mê Linh, Vâng. quê hương của Hai Bà Trưng. Mình cũng cũng thích đọc sách nhưng mình cũng không có thời gian đọc nhiều. Ngày xưa thì hay đọc những cái sách về chuyên ngành là chính. Đó, sau đó thì đúng là cũng là duyên thôi, tình cờ mình thấy cái cuốn sách, cái bìa sách nó rất đẹp, và cái tên sách An Lạc Từng Bước Chân nó rất là gây ấn tượng. Đấy, mình mua cuốn sách đó về mình đọc. Thì mình đọc mình đã thấy có rất nhiều cái mà bản thân mình đã từng làm nhưng mình không không biết, nó là một cái tự nhiên. Đó, thì sau đó thì mình đọc thêm những cuốn sách của thầy, và càng đọc thì mình càng thấy đồng cảm và thấy thích cái con đường của thầy đi, thích những cái cách mà thầy dạy đại chúng, thầy dạy đệ tử. Và mình cũng tự nguyện, không ai bảo mình cả, mình cũng tự nguyện phát nguyện là quy Tam Bảo, là đệ tử của thầy, cũng từ những cuốn sách. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Gần cả năm rồi mà vẫn chưa xong ngôi nhà xinh, làm sao đây anh? Đừng lo nhé em ơi, em à, vì giờ đã có Hoa Sen Home chất lượng cao. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất, chuyên phân phối đa dạng các mặt hàng vật liệu có thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam và trên thế giới. Hoa Sen Home ôi sao tuyệt thế, giải pháp toàn diện cho ngôi nhà chúng ta. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Thank you.